Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Em Vũ Duy Ô Tô, chuyên những cái dòng xe giá rẻ cho tất cả mọi nhà, chuyên các cái dòng xe khù khoằm lằng nhằng và chuyên những dòng Toyota Vios giá rẻ đây. Hôm nay thì em lại tiếp tục chương trình Toyota Vios dành cho những ai yêu những chiếc xe đẹp. Vâng, em lại mở mang ngay về cái bãi chuyên gọi là sạc xe của VinFast. Và hôm nay thì đây là một chiếc xe Toyota Vios quốc dân với động cơ máy 1.5 ăn xăng khoảng tầm 5.7 lít đối với đường trung bình. Và với 5.7 lít nhân với thị trường đang là 23.000 đồng trên 1 km, thì đây là một cái mẫu xe nó rơi vào tầm khoảng 13.300 đồng đến 1.500 đồng trên 1 km đối với một cung đường. Và chiếc xe này là một cái mẫu xe quốc dân màu sơn trắng đẹp, bản G2019, 7 túi khí an toàn. Xe đã có màn hình cam lề hai bên, cam trước cam sau đầy đủ. Và xe thì mang biển Bắc Ninh 99A 5/2024. Giấy tờ hồ sơ thì đảm bảo đầy đủ cho bác luôn nhá. Và xe thì còn cứng, cam kết đảm bảo anh em về là chỉ có việc đi thôi. Đồng sơn đều đẹp, sạch sẽ, xe cam kết không lỗi lầm. Và đây là một chiếc xe với động cơ máy 1.5 rất là bền bỉ. Và với cái mức tiêu thụ nhiên liệu ít thì đây là một chiếc xe lựa chọn hợp lý dành cho những gia đình có điều kiện kinh tế loanh quanh khoảng tầm từ 400, loanh quanh 350 cho đến 450. Và cái dòng này là một cái dòng xe rất là bền bỉ, đồ nghề thay thế sửa chữa dễ dàng, xe thì còn ngon. Và chiếc xe này bây giờ các bác trả trước thì các bác chỉ cần khoảng 200 triệu là các bác đã ring được cái em này về rồi. Một cái chiếc xe sedan hạng B được rất nhiều người yêu thích, nhiều gia đình sử dụng và xe thì vẫn còn rất là ok. Đấy, thế là các bác nào mà cảm thấy mà yêu em này và muốn mua một cái mẫu Vios vừa bền vừa lành vừa quốc dân như thế này thì em mời các bác qua cửa hàng xem xe luôn. Và chiếc xe này thì bên em đang bán giá rất là hợp lý và rất là yêu rồi. Thế này là các bác nào mà cảm thấy mà vừa phải vừa tầm chân thì em mời các bác qua xem xe. Còn các bác ở tỉnh xa có thể là tiến hành đặt cọc, bên em sẽ vận chuyển xe đến tận nhà, bảo hành cho các bác đầy đủ. Và xe thì còn ngon. Em này thì đã được đồ form vỏ thì là zin. Thế còn đèn thì đã được độ. Đèn độ là đèn cốt. Thì chiếc xe này là độ Fabi Black. Còn đèn pha thì là em này đã được lên đèn LED rồi, nên là cái khả năng chiếu sáng rất là khỏe và mạnh luôn. Đấy. Còn về phần dàn la răng thì em này đã được lên quả la răng của thằng RB2. Đây xem nào. Rapdad. Cái quả la răng rất là xịn sò. Riêng cái quả la răng này rất là đắt nên các bác nhá, trông vậy thôi nhưng mà mua mới của nó là la răng này là hơn 10 triệu đồng trên một bộ. Đấy. Thế và xe thì còn cứng nét nền nẹt luôn. Đấy, các bác nhìn này, có xi nhan ở trên hai cái gương và có thêm cả camera này. Đấy, camera là hai bên. Đấy, rất là tiện lợi dành cho những ai mà sợ kiểu mình vào những cái không gian hẹp. Đấy, nó sẽ đảm bảo cho việc mình là tiến lùi không phải lo lắng cái chuyện gì cả. Đấy, còn lại sơn zin tôn vỏ đồng sơn đều, nó không bị lệch màu. Đấy, màu sơn trắng đều đẹp. Và đây là một chiếc xe bản G2019. Giá thị trường thì bây giờ chiếc xe này đang bán rơi vào tầm khoảng 430-440. Nhưng mà ở Em Vũ Duy Ô Tô thì em bán chắc chắn cho các bác một cái giá tiền là loanh quanh chỉ 415 triệu là các bác đã có ngay được chiếc xe này rồi. Thế nên các bác yên tâm là giá rẻ như là Toyota Vios bản E, số tự động E CVT các bác nhá. Và E thì chỉ có 3 túi khí thôi. Còn đây là 7 túi khí an toàn cho bản G. Đấy, 7 túi khí nhá. Đấy, xe thì còn cứng nét, ghế da này còn zin, nội ngoại thất thì không chê câu nào. Và các bác nào mà cảm thấy mà yêu, thích cái dòng này thì em mời các bác qua xem xe trực tiếp luôn. Một mẫu sedan hạng B mà được rất nhiều người thích, rất nhiều người mê. Và đây các bác nhìn này, đấy, ngay từ cái form đầu ở chiếc xe đây, toàn bộ mặt ca lăng đây, form mới đây, nhìn nó rất là ổn định luôn. Em này thì đã được lên đèn LED pha, đấy, đèn LED pha này. Và đèn bi cũng là đèn bi cốt, đấy, rất là xịn sò luôn. Toàn bộ mặt đèn nhựa này, căng nét này lẹt luôn nhá, và không hề có lỗi lầm. Đấy, nhựa cản đồng sơn đều. Và phần phía dưới xi nhan hay là đèn định vị của xe thì còn ok luôn. Đấy, toàn bộ mặt cản nhựa trước của xe đây. Em vừa mới về xong, không có dọn dẹp gì cả, để nguyên mộc cho các bác để quay luôn. Xe biển 99A 5/2024 thì cái này em đã check rồi, kiểm tra xe thủy kích phạt nguội đâm đụng rồi thì cũng không có nhá, để các bác yên tâm. Còn lại va quẹt xước sát không tính. Vâng, đến thời điểm này thì một chiếc xe 5 năm rồi cũng không thể bảo là nó zin được như xe mới, zin tuyệt đối như xe mới. Nhưng về độ chất thì đây là một chiếc xe hợp lý. Mua mới hơn 600, bây giờ mua giá chỉ còn hơn 400 thôi. Rất là tờ hợp lý so với những ai mà có điều kiện kinh tế vừa phải. Và mua xe cũ thì các bác không phải lo cái chuyện chạy thuế. Ví dụ như con này thuế 12%, mua mới là ví dụ như khoảng tầm như chiếc xe này mua mới là 620 triệu.
thì các bác trả tiền thuế sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 60-70 triệu. Thế nhưng mà thuế mới thì các bác mất 30 triệu. Thế còn nếu mà các bác mua những chiếc xe cũ này, thuế của các bác chỉ mất rơi vào tầm khoảng gọi là 4 triệu với 3 triệu mấy thôi. Vâng, rất là rẻ so với những chiếc xe cùng thời điểm. Và mua xe cũ thì bao giờ nó có những rất nhiều cái lợi như các bác nhá. Đấy, mình được đi một chiếc xe giá rẻ hợp lý này, đi một chiếc xe độ kinh tế quốc dân. Đấy, tôn vỏ thì mỏng nhá, và xe thì sơn sườn nữa ok. Dàn lốp của chiếc xe thì đang sử dụng dàn lốp Briton EP EP 150. Cái dàn này là 18560 la răng 15, và cái la răng này là la răng độ, toàn bộ la răng độ Raptor, Rapdat. Vâng, la răng độ Rapdat đấy các bác nhá. Và xe thì cua lốp, lòng lốp các thứ của xe thì còn ok, không có bị mục mặt tí nào. Đấy, xi nhan tích hợp với có camera lề hai bên. Cái này là vẫn hoạt động bình thường. Và xe này các bác này. Đấy, tôn vỏ này. Đấy. Có tiếng tôn các biết ngay. Và cái mức tiêu thụ nhiên liệu đối với đường trung bình là 5,7 lít các bác nhá. Đấy, còn đường trường chỉ có 4,9 lít thôi, gọi là 5 lít. Keo chỉ thì zin tuyệt đối cho các bác rồi. Keo chỉ này, cánh này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, chỉ keo cánh là zin. Đấy. Đây, các bác nào mà cảm thấy mà yêu Vios G, yêu một chiếc xe đẹp giá rẻ thì em mời các bác cứ chơi em này. Đấy, kính điện lên xuống là nhẹ nhàng. Và cái này thì dán phim cách nhiệt hai lớp luôn. Đấy. Thế nên là cũng rất là yên tâm khi mà mình đi thời tiết nắng nóng là không phải lo lắng. Đấy. Chống nhìn trộm về bên trong luôn nhá. Đấy các bác thấy không? Vâng. Và nội thất ghế da của xe này đang sử dụng ghế da cao cấp đến từ nhà sản xuất Toyota. Đấy, nhà cung cấp ghế da rất là có tên tuổi của Toyota. Và các bác nhìn này, toàn bộ có lỗ thoáng khí. Đấy, có lỗ thoáng khí nhá. Khi mà mình đi như này thì mình rất là yên tâm, không phải lo lắng đến cái chuyện là xe là bị lỗi lầm. Đấy, và xe thì còn chất cứng nét này lẹt luôn. Đấy, toàn bộ nội thất bên trong à. Còn trần thì chiếc xe này đã được bọc lên trần da rồi. Đấy, trần da 3D. Đấy, quá ok. Còn màn hình thì là em này đã được độ lên màn hình OLED nhá, OLED Pro. Đấy, điều hòa auto. Và xe thì là số tự động zig zag cho các bác luôn. Đây, số tự động zig zag này. Đấy, số má ngọt ngào, xe chạy được 8,3 vạn. Đấy, chuẩn chỉ đồng hồ, vừa mới lấy về xong, không có làm gì cả, để nguyên mộc. Đấy, các bác nhìn này, vô lăng này, các cái này nó còn rất rõ nhá. Và vô lăng nó còn rất là mới luôn, không bị mờ phím. Đấy, phím vô lăng còn rõ ràng, đấy, không mờ phím luôn. Đấy, và cái dòng Vios cũng là một cái dòng xe quốc dân. Đấy, em bật cam lề cho các bác này. Đấy, cam lề, đây là cam lề bên phải, và đây là cam lề bên trái, bật bằng cái nút này nhá. Đấy, cam lề bên trái này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, nó có cam lề bên trái. Đấy, mình bật tắt và có cam lùi đàng hoàng đầy đủ cùng với xe. Và nói chung là riêng cái dòng Vios nó là một cái dòng xe rất là bền rồi. Đấy, tem nhãn nó còn nguyên. Sơn zin nhá, con này là sơn zin thì tôi nói là nhiều. Đấy, sơn zin của xe thì gần như còn nguyên. Và các bác mua những cái dòng như thế này về đi gia đình thì rất là hợp lý luôn. Đấy, không bị lỗi mốt. Vì cái form của cái những cái dòng xe như thế này nó rất là bền, nó không bị kiểu lạc mốt theo thời gian. Và cái thiết kế của Vios đến thời điểm này cũng là một cái thiết kế tương đối là trung tính. Đấy, hợp lý với túi tiền. Và các bác mà mua những cái dòng như thế này thì đây là các bác nhỉ. Đấy, tapiza này còn đẹp, căng led như mới luôn. Và các cái chức năng thì cơ bản thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, không hề có vấn đề gì cả. Keo chỉ thì bao zin cho các bác luôn nhá. Với cái dàn lốp Briton Ecopia, cái lốp này của xe thì mới tinh rồi, dàn lốp nó vẫn còn dày. Đấy, tầm khoảng 80%. Và cái lốp này thì là lốp vòng 2 rồi, không phải vòng 1 đâu nhá. Vâng, nhiều bác cứ bảo lốp zin, như là con này 29 thì không thể lốp zin được. Đấy, còn về phần đèn thì nó không có ố mốc rạn nứt thôi. Đấy, toàn bộ phần đèn không có rạn nứt này, không có động nước, không có ố mốc. Đấy, xi nhan tích hợp đầy đủ nhá. Và đây các bác nhìn hai bên này. Đấy, đèn đây. Cái này thì em chỉ có về đánh bóng lại một chút thôi, chứ thực ra là chất sơn của xe thì cũng chẳng cần phải làm gì cả, cứ vậy là đi. Còn về phần phía cảm biến phía đằng sau của xe đây. Đấy, cảm biến phía đằng sau đây. Và cốp mở nhẹ nhàng. Con này thì cái dòng này nhá, thì là nó sẽ mở bằng cốp cơ, chứ nó không cho mở cốp điện ở đằng sau, thì rất là an toàn. Đấy, đảm bảo cho bác sự riêng tư. Đấy, chứ không về đây là, ví dụ mình mở là mình mở này, chứ còn không có tự bấm được. Đấy, nếu mà mở cốp mà như thế kia là rất mất an toàn. Thì nó sẽ đảm bảo cho bác. Đấy, mở cốp nhẹ nhàng. Và xe đây các bác này. Đấy, toàn bộ đây. Đấy, toàn bộ nhựa là keo chỉ đây, chỉ keo này. Đấy, của xe là còn ok. Đây các bác nhìn nào, toàn bộ keo chỉ zin. Đấy, xe zin tuyệt đối cho các bác nhá. Và em này thì cốp sàn bằng nhựa chống bẩn này. Lót sàn cao su cái giấy này. Và các bác đồ nghề kích lốp có cả bộ kích luôn. Đấy. Lốp sơ cua đấy cũng còn nguyên. Đấy các bác yên tâm nhá. Và lót sàn lòng thùng của xe thì không có bị mục mọt. Đấy còn nguyên như thế này. Đấy các bác nào mà gọi là thích xe cứng xe nét thì cứ em này mà diễn.
về chả phải làm gì, giá cả thì phù hợp mà xe thì còn cứng nét luôn. Đấy, một mẫu xe bền lành quốc dân đến từ thương hiệu của Toyota Nhật Bản 2019. Vâng, đến bây giờ là được 5 năm, gọi là hơn 4 năm một chút thôi, nhưng mà các bác đã có ngay được một chiếc xe còn rất là mới. Đấy, sơn xi sạch sẽ, keo chỉ zin và tappi cánh các thứ của xe thì hoàn toàn là như mới luôn. Em này thì không có taxi dịch vụ đâu nhá, nên là các bác yên tâm. Vâng, nói chung là về độ ổn định thì dòng Vios nó là một cái dòng xe mà quá bền. Đấy, còn độ vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và đồ nghề thay thế sửa chữa những cái dòng như này thì nó rất là ok, nó rẻ, nó không hề cao một chút nào. Thế nên là mình mua về những cái dòng như thế này thì cảm thấy gọi là cũng không phải lo lắng suy nghĩ, và dòng này thì các bác vứt đâu cũng được, không phải là sợ là nó hao mòn quá. Mình nói chung là mua xe để phục vụ mình. Đấy, tránh mưa tránh nắng nhá. Và đây là bản 7 túi khí, thì có túi khí ở ghế này, toàn bộ ghế là có túi khí nhá, đi kèm túi khí ở mang này. Rồi túi khí dọc sườn. Đấy, dọc sườn này là còn nguyên túi khí luôn này, hai bên. Túi khí ở mặt táp lô. Đấy, bên lái và bên phụ. Và ngay dưới đầu gối của người lái là cũng một cái bộ túi khí. Đây, ngay dưới đầu gối này. Đấy, còn xe là sử dụng số tự động nhá, số tự động zích zắc này. Đấy, có khóa khiển cho các bác luôn. Con này có khóa khiển đàng hoàng đầy đủ. Đấy, và điều hòa mát lạnh. Đấy, khuyến mại thêm hai cái quả treo mùi. Con này thì mùi tương đối là thơm. Đấy, ngồi trong xe thì thực sự thời điểm này thì rất là ok. Đấy, thơm lừng góc phố. Đăng kiểm đến tận tháng 8 năm 2025. Nói chung là với cái tầm tiền loanh quanh khoảng tầm 400 à, cái này là vết bùn đất nó bám lên thôi nhá. À, em lau cái sạch ngay này. Đấy, các bác thấy chưa? Lau phát sạch ngay này. Đấy, không lại bảo là bây giờ nó bị chảy xước nhá. Đấy, thì là theo thời gian 5 tháng rồi, không để bảo là xe như xe mới. Nhưng mà chiếc xe này nó tương đối là cứng. Đây, gầm đây này. Đấy, gầm nó còn đẹp như này mà. Đấy, thời điểm này cũng là một cái thời điểm muộn muộn tối rồi. Đấy, em đang trên đường về và đang ở trên đoạn cao tốc. Cái này là đang ở trạm dịch vụ V23 Hưng Yên các bác ạ. Đấy, từ đây về đến nhà em nó chỉ còn khoảng 70 cây nữa thôi. Nhưng mà đi cái dòng này đi cao tốc thì rất là ok. Đấy. Tốc độ thoải mái, mà con này khi mà chạy tốc khoảng tầm 101-102 thì vòng tua nó chỉ có hơn 2.000 thôi, nên là rất là tiết kiệm. Các bảo làm sao dòng này càng đi đường trường nó lại càng hợp lý nhá. Thế nên các bác mà đi thì các bác cũng yên tâm. Đấy, gầm bên này. Đấy, gầm mẹ này. Đấy, các bác nhìn gầm bên này. Đấy, gầm nó còn nét lẹt lẹt như này em ạ. 2019 các bác ạ. Rồi, em sẽ mở khoang máy ra để cho các bác cùng xem. Đấy, đây là một chiếc xe với động cơ máy 1.5 nhá. Đấy, mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng... Đấy, em chống cái cabo đó. Vâng, động cơ đua VTI máy 1.5. Mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 5,7 lít trên 100 cây. Và cũng tương đứng với tầm khoảng 1.300 đến 1.400 đồng trên 1 km thôi. Đấy, động cơ máy trắng đua VTBI công nghệ mới, không như là những con 16 đổ xuống nhá. Và cái máy này nó rất là bền. Đấy, hoạt động hợp lý, êm và không hề lỗi lầm, độ bền bỉ cao. Và cái máy này thì nó chảy cối, có điều là cái khoang máy thì nó hơi bụi bẩn một chút vì là em để nguyên đây đấy, không có rửa dọn gì. Đấy, các bác nào mà cảm thấy yêu thì em mời các bác qua xem xe, thẩm xe luôn trực tiếp. Ắc quy thì đã được thay mới rồi, con này ắc quy thay từ hồi tháng 2. Đấy, hồi Tết ra thì các bác chủ bác ấy đã thay rồi, thì cũng không có vấn đề gì cả. Toàn bộ phần đầu tai, tai đèn đấy của nó còn ngon nguyên như này. Đấy, còn led căng 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 như này. Đấy, các bác nhìn này, toàn bộ tai đèn đây. Và cabo keo chỉ thì không cần phải nghĩ ngợi. Đấy, keo chỉ cabo đây. Còn led xuất sắc luôn. Nói chung là xe thì zin tuyệt đối và chạy chẳng còn phải nghĩ ngợi gì. Đấy, toàn bộ ốc này, à các cái lỗ này, tròn đều. Đấy, keo chỉ zin tuyệt đối. Và xe thì lại còn có cả lắp chống chuột đó. Đấy, lắp chống chuột luôn. Ê, mới sợ nhỉ. Vâng. Nổ máy ngay cho nó nghe nó lại êm. Con này được cái động cơ máy rất là êm. Máy 1.5. Úi giời, đề nổ start top luôn các bác ạ. Đây này. Đấy, máy rất êm và vòng tua máy thì thấp. Con này thì mức tiêu thụ nhiên liệu vừa ít này. Xe thì vừa em vừa lấy về nhà bác chủ thì bác từ sáng giờ là đi được 93 cây rồi. Đấy, mình đi mua được cái xe xong cái là chạy lên thủ đô Hà Nội chơi luôn. Thế mà bây giờ đang trên đường về rồi. Đấy, động cơ máy của chiếc xe là rất là êm nha các bác nhá. Đấy, động cơ máy 1.5. Êm thin thít, nổ thì thầm. Đấy, máy đang nổ chạy ạ. Và công dầu mỡ thì đây, các bác nhìn này, dầu nó vẫn vàng óng luôn vì vừa mới thay. Cái này là bác chủ vừa thay xong cái thì bác ấy bán. Đấy, thế là dầu rất là vàng nhá, không phải lo lắng. Đấy, thế còn
cái phần hơi thừa hơi khói thì chắc chắn cho bác là không có rồi. Đấy, các bác nào mà cảm thấy mà sợ là hơi thừa hơi khói thì đấy, đảm bảo cho bác luôn. Và cái mặt xe thì cái mặt này là mặt nắp máy của động cơ đua VTBI. Đấy, máy số khô đó sạch sẽ, không hề bẩn bụi thế nào. Đấy, có gọi là theo thời gian một chút thôi. Còn đâu là xe thì được cái là cứng. Và các bác mua những cái dòng như thế này thì không phải lo lắng cái chuyện là sợ là xe nó có hỏng vặt hay không. Đấy, một chiếc xe của Nhật rất là bền, 2019 nhá, bản G, số tự động. Đấy, động cơ máy 1.5. Đấy, tương đối là ok. Với cái mức tiêu thụ như vậy thì đi lại thì không bao giờ phải suy nghĩ. Đấy, tầm thời tiết này thì bắt đầu tối tối rồi, em sẽ bật đèn lên cho bác cùng xem. Còn đây em này thì được cái là nó có quả đèn bi, đèn pha này, đây là đèn cốt nhá, đèn cốt này và đèn bi gầm. Đấy, bi gầm bật hết rồi. Đấy các bác kia, và bi thì rất là sáng luôn, và đèn pha thì gọi là nó gọi là siêu sáng rồi. Đèn pha này công suất cao, đèn pha đây cũng ánh sáng xanh luôn. Đấy, đèn pha này công suất cao, khỏe và khả năng chiếu sáng mạnh mẽ. Các bác nào mà yêu thích cái dòng xe giá rẻ hợp lý này thì em mời các bác qua xem xe trực tiếp luôn. Xe đang trên đường về và giá thì em chỉ để với cái mức giá như chiếc xe này em bán cái mức giá là 415 triệu đồng nhá. Chỉ 415 triệu đồng, rẻ ngang bằng chiếc xe bản E CVT thôi. Vâng, rẻ ngang bằng E CVT, rất là hợp lý cho mọi nhà. Các bác nào mà thích thì em mời các bác qua xem xe, thẩm nghiệm trực tiếp luôn mẫu xe vừa bền vừa lành vừa tiết kiệm nhiên liệu này. Ok, một chiếc xe quốc dân vừa bền vừa tiết kiệm và vô cùng hiện đại, đến dành cho những người yêu cái đẹp và độ bền bỉ. Cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe ngon lành bổ rẻ tại em Vũ Duy ô tô. Đấy, còn này đi đêm thì cực kỳ sáng luôn, chạy phê. Và thời tiết đấy tối om om rồi, mình đi gọi là xe là tránh mưa tránh nắng. Đấy, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Đấy, đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại em Vũ Duy. Xin chào, cảm ơn.